Hôm nay anh em Thái Bình, Linh Bình, một số anh em đã có mặt thủ đô thân yêu cũng như là Quảng Linh, Bắc Linh cũng đã có mặt tại đây rồi. Mặt bám tường rồi này, cần thiết là cho nằm rạp xuống chứ. Đúng rồi. Nằm xuống. Đây các anh xem cái phôi này nào. Thác đổ đúng không? Nó cũng khô khô cây rồi. Đấy. Quên đấy. Ơi. Mình cứ qua là mình mới lớn. Ôm vách ra mà. Nó khô chất liệu lá nó đẹp, cần quan trọng nhất là chất liệu lá. 30. Xì mà nó như để anh đây cộng luôn cho anh cộng luôn. Ừ đấy anh đọc 6 triệu. Nhìn kỹ nhưng có sai. Đấy, đừng mua. Cứ để em chưa. Không à, của mình. Đừng mua. Chạy chùa hả? Chợ chùa không là mua những con này. Đừng bao giờ mua con này. Chợ chùa đừng bao giờ mua con này. Anh nói với hai nói. Không nói. Mình thích là được rồi. Đúng rồi. Mình thích là được. Này, đằng sau xấu cực. Đừng bao giờ mua. Thôi nhờ. Đừng bao giờ mua. Thế để. Mày nói lại mà chợ chùa đừng bao giờ mua con này. Hai lúa. Đi đâu à? Sao ăn đó? Đấy. Năm đồng kể không? Vỗ tay vỗ tay. Đấy. Anh 6 triệu. Hai đừng 6 triệu. Đừng phải là như thế. Chú đừng bao giờ dùng tiền như thế. Em cảm ơn anh đã nhượng anh cơ bản nhất này để đúng rồi để cho nó khí thế anh Tuấn được nhận không? Một là khí thế, hai là anh em ra chợ chùa có chỗ chú yêu mà lại hai nuốt đó là nhiệt tình đúng không? Nó phải là người đam mê nhiệt tình. Chú đừng bao giờ dùng tiền như thế. Ai dùng tiền gì? Mua bằng tiền mà anh chặn nó bằng nhau không lớn. Anh em đâu? Anh em là bằng tình cảm. Anh em tình cảm thôi. Tình cảm gì? Em cần gì phải tiền? Ok đúng. Đấy bằng tình cảm đấy. Nói chung là rất là vui. Không có gì bắt tay là vui. Hôm trước ông tặng em mười mấy triệu rồi. Bây giờ tôi leo nửa tiền để mua cái gì? Ok anh đề ba đi. Ok. Chụp chúng ảnh nào? Ok. Rồi ok rồi. Tuyệt vời, chúc mừng hai anh nhá. Tuấn ơi. Lẻ quá. Thôi đấy là không, em mà hôm nay thì cứ đọc giá đi. Tình cảm anh ạ. Là tình cảm. Vâng. Đây anh em đến vườn nó vui quá nên là chưa biết như thế nào nhưng mình thì bảo là này này. Quá tuyệt vời. Này anh ơi. Giá rẻ bất ngờ. Thôi gì thì đây giá đắt xe trái gì đều do người chơi quyết định hết mà. Tất nhiên người quyết định hết mà. Bây giờ anh cứ thế là chú em phải mấy triệu mình không mua được. Bây giờ tự dưng bây giờ em có 6 triệu về em ghép thôi, tự không mua bụng gì. Ai luôn nói rất là hay đấy, đúng đấy. Cái đây á? Anh biết là cái anh ở đấy là anh em gọi. Này anh em rất đông nhá. Anh kể luôn với hai nhá. Anh mua cái này với hai như này này. Anh mua cái anh ở đây thật thà mà nói là anh khoảng tầm 250 này anh với thích cây cối thứ hai hiểu không? Anh thề luôn, anh tối cây nó đau đầu. Thế là việc của anh. Ê, các anh em à. Thế mình không biết. Đó. Chết ạ. Cây cối thì thực ra là cứ từ vùng miền này vùng miền kia. Đặc thù là anh em đến đây cũng rất là đông rồi. Nói rồi clip quay rồi chứ còn thời gian em thoải mái thôi, clip quay rồi nào, cầm lấy nhanh anh ơi. Rồi anh chết tiệt không anh em hôm nay về đây là anh có để lãng cảm ơn em đó tôi em mua nhanh lắm rồi giả nhanh chết đấy, giả nhanh chết đấy. Cho em nhờ một tí. Ok, lại có cuộc giao dịch rồi. 98 may mắn nè. Ok, ok. Rồi ok, ok. Nhất trí. Rồi, nào chụp cái ảnh nào. Xin hai có chụp cái ảnh đi. Con thằng hai lúa đấy đến nó bắt giờ này nhờ. Có duyên này, anh em tình cảm. Rồi ok. Rồi, khuất hình đi, khuất hình đi. Khuất hình đi để cho hiện cây thế nào.
lại xong rồi, lại về chơi chùa. Bỏ luôn trước cho anh nhá. Vừa xong rồi. Thì em hốc hỏi thì không hỏi đi, mới bắt lại thôi. Về hai lúa rồi, có cộng lại nó 100.000 thì cộng. Hai lúa ở về Thanh Hóa thì không ra được. Nếu mà không ra được, ra được. Ra được hai lúa đằng sau kìa. Bây giờ sao? Ra. Còn chín đồng. Việc gì? Tặng á. Tặng là rất là free á, tình không đồng á. Nếu như anh ấy anh bàn đại diện Thái Bình mà nếu mà nó có lấy ra được nha, vẫn giải quyết luôn. Nếu như anh ấy làm tự tin. Đúng rồi. Bắt tay đi. Đúng rồi. Còn nếu như trong một tháng em bảo là anh không biết em mua bao nhiêu. À không, em lo gì cái vấn đề. Ok, tiền mặt chơi, chơi luôn. Đó. Một con xin như thế này bảo là bây giờ mấy triệu bạc. Thế là được. Thế là được. Thấy chưa? Mà mua dưới 10 triệu đó, mang đây hai lúa, con của bà Sáu sẵn sàng mua hết. Mình chúng ta là tình cảm thôi. Anh đi. Đúng rồi. Sao giờ giữ anh? Anh lúa làm tiền nhanh thế. Không làm giàu không khó. Nghe cô ta xây nhỉ. Nếu lại không ấy, hôm nay được đến bạn. Hôm nay nhoảng phát được 100.000 rồi, không biết bây giờ lại mấy trăm nữa. 9. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 20 này. Là 20. 20 này, 30 này, 40 này, 50 này, 60 này, 500 tầm nữa. Mà riêng con này nhá. Ok, bán 10 triệu. Vuông luôn. Đúng rồi. Chuẩn. Có khách luôn em nói anh nhá, không sai đâu. Okay. Chung, con lấy về luôn không? Chắc xin luôn gì? Con luôn như thế, con không xin luôn thì con để lúc nào xin nữa. Được. Em thề với anh hôm nay mà không gửi cua nha, không bao giờ anh mua được em cái giá cây này. Không chào, chính là không riêng con này. Cộng lại thế cho được khi ra. Bỏ qua cái vấn đề đi. Hai bên luôn đi. Ê, bảo anh Tuấn chủ vườn. Anh Tuấn ơi. Hai lúa nó vẫn là nhất ở đây. Ôi lòng. Bê đây, anh Tuấn ơi. Sao mà anh em bê cái anh? Gửi cho em cái số tài khoản hôm mai anh gửi xe ra cho em. Được rồi. Cần thiết ra, anh em chơi chùa giao lưu chứ việc gì hôm mai phải gửi ra. Nhưng mà phải nói thẻ của anh nhá, thẻ của anh luôn. Không đỡ được luôn. Anh nói thật sự với hai là anh rất thích luôn hôm nay là anh. Em mang cây ra khỏi nhà rồi. Mấy triệu thì sao anh mua được? Rồi, cây này xếp lên rồi, chúng tôi tiếp tục đến tiếp. Này, nhức mẹ chậu già lặng lề lắm. Lên đây, để xuống đây, để đất đi. Đố là mua một cái con phi mà vừa dưới mà chị. Đúng rồi. Anh đi. Em để hai lúa, tổng hai lúa.
Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi, anh gửi cho em cái số tài khoản nhé. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.